cả giống có phiền như dạ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại nhà vợ của anh Tú, một anh chàng rất là hài hước mà trong những thời gian vừa qua thì cô bác quý anh chị rất là yêu mến. Ngày hôm nay á, là cũng những ngày mà khởi công để xây dựng lại một cái ngôi nhà kiên cố cho gia đình bên vợ của anh á, cô bác quý anh chị. Thì hình dáng của ngôi nhà thì cô bác quý anh chị thấy bây giờ nó cũng đã được đổi khác rồi. Thứ nhất là cái mái này nè được giật lên cho nó cao lên tí xíu và làm một ngôi nhà một mái luôn. Và cô bác quý anh chị có thể thấy những cái phần này không, là các anh thợ đang đổ lại những cái phần đà để gia cố lại cái phần khung sườn của cái ngôi nhà đó. Tại vì trước đây ngôi nhà này thì được xây dựng á, thì cũng khá xây gạch thì cũng khá là tạm bợ, mà để cho ngôi nhà nó vững chắc hơn á, thì các anh thợ cũng đã đổ những cái phần bê tông đây nè cô bác quý anh chị thấy không, ở đây có một phần bê tông ở đây rồi xây gạch lên và đổ thêm một cái phần bê tông ở trên này nữa nè. Ở nên là nữ ngôi nhà hiện nay nó khá là kiên cố và chắc chắn luôn. Chào các anh thợ ha. Dạ chào anh. Nhìn đó, ngôi nhà mình giật cái máy lên cái nhìn cái ngôi nhà nhìn nó cao ha, nhìn thoáng mát. Dạ. Từ ở dưới cái gạch này lên lên tới cái đà đó là bao nhiêu anh? À, tại vì cao như thế này thì đóng la phong nó mới mát được. Dạ, để thôi nó thấp. Hôm nay là mình cũng xây dựng được 4-5 ngày rồi. Dạ, các anh thợ xây mau ghê á. Các anh thợ này là cũng là cái đội của các anh thợ mà hôm trước mà làm cho nhà cũ nhất á, và được rất là nhiều cô bác anh chị khen rằng các anh thợ xây rất là đẹp và có tâm. Hôm nay là mình làm cái xà gồ ngang. Khi nào mình mới lợp hả anh? Dạ, hai bữa nữa lột. À, trước đây mà Bùi Hồ có quay á, có chia sẻ cô bác anh chị thấy cái phần tường này nè, nó đã bị xuống cấp và đã bị nứt rồi, mà để gia cố cho nó chắc chắn á, thì anh Hộp anh làm rất là kỹ luôn. À, ở đây anh đổ một cái đà kiền, đó kiền sang đây luôn. Có nghĩa là cô bác anh chị sẽ thấy như thế này, nó kiền xung quanh hết ngôi nhà thẳng ngồi trước giáp dòng luôn, coi như là giáp dòng đà kiền của ngôi nhà để gia cố lại cái phần gạch nó bị xé tường đó. Tại hôm trước cái nhà cũ thì nó cũng xuống cấp và rất là tạm bợ luôn, nó giáp dòng ở dưới này luôn nè cô bác anh chị. À, xây lên gạch, giật mái lên và xây đổ đà giáp dòng của ngôi nhà luôn. Những cái cây trụ bê tông này là những cái trụ bê tông, bê tông thành thử là đổ thêm thì nó thêm phần chắc chắn. Và sau này ngôi nhà này á, thì cái phần này á, thì sẽ làm giống như nhà cũ nhất á, có nghĩa là các phần nóng này sẽ được gia cố lại bằng cách là sẽ nhổ những cái cây trụ nóng này lên và sẽ gia cố bằng bê tông. Đó, có nghĩa là làm những cái dĩ sắt và đổ bê tông ở dưới và lót xi bo, sau đó dán gạch sẽ giống như ngôi nhà này luôn. Đó, còn đây là cái phần nhà vệ sinh cũng đã dỡ ra hết rồi nè. Rồi đây là cái sàn nước, nơi mà dùng để rửa cá, rửa rau hoặc là để mà rửa những cái thực phẩm để mà nấu ăn. Sau này thì sau khi cất nhà lên thì cũng sẽ thay những cái bếp củi thành những cái bếp ga giống như nhà cũ nhất thôi các bác anh chị. Và cái phần này gần như là mình làm hoàn toàn mới lại. Còn cái phần nhà trên này đó thì mình làm một cái phòng ngay tại chỗ này. Cái phòng ngay tại chỗ này thì mình giống như đống alu giả đá. Bây giờ có một loại alu rất là đẹp mà sau này cô bác anh chị sẽ biết, sẽ gặp thì sẽ có thể biết được. Đây, nhìn đẹp ghê không? Không biết là ở nhà anh Tú thì mấy ngày nay có kêu cà phê vị về cho các anh thợ uống hay không nữa. Tại gia đình bên vợ của anh Tú thì đa số là cụ già, rồi các người phụ nữ mà trạng thái tinh thần á, nó cũng không được giống như mọi người nữa. Nên anh thợ không ngại các anh thợ uống cà phê. Ủa các anh thợ có uống cà phê gì chưa? Dạ. À vậy là có kêu uống là mình tự trả hả? Có mình trả mà không phải trả. Ai anh? Út hả? Út hay gì đó. À Út Đồng Tháp. Là ngày nào cũng kêu uống ha? Dạ uống đi rồi chừng nữa mình thống kê lại. Có bữa đầu tiên uống cho tiền không chịu lấy. Dạ cứ kêu uống đi. Rồi mỗi ngày hai cửng cà phê rồi nữa bên Út thống kê lại để mà tính tiền luôn. Dạ tại mình uống mình trả tiền á. Dạ. Ồ cái anh thợ này anh tô mà rớt xi măng ở dưới này rất là ít luôn á.
Hôm nay thì có hai anh thợ tô, hai anh phụ. Tô này hai ngày không anh? Dạ. Có đổ đà kiền mình nhìn thấy nó chắc ghê ha. Dạ. Không có đà kiền đâu dám xây lên nữa. Tại ngôi nhà này nó cũng xuống cấp dữ lắm rồi. Được cái là anh Hợp là bên đội anh Hợp, với là anh Hợp làm rất là chắc chắn và tỉ mỉ. Sau khi mà làm cái phần xi măng xong á, làm hồ xong thì tới anh Vũ sẽ làm những cái phần khung sắt. Nhìn đẹp quá. Ngày hôm nay thì thời tiết nó cũng không có nắng lắm, nên là nữ mình làm nó cũng khỏe. Làm trên cao nó cũng lại có gió nữa. Dạ. Nóng quá anh. Dạ. Làm nghề hồ này cũng cực ghê á. Dạ. Hôm nay con thấy có gió. Các anh làm tranh thủ mà lại nhanh nhưng mà lại rất là tỉ mỉ luôn á, chứ không phải làm kiểu nhanh mà làm cho qua lo đâu. Dạ. Ở nhà này thì bà cụ với lại mấy cái anh ở trong nhà đó đa số là đều không có biết nhiều, nên là nữ là có gì thì các anh thông cảm. Anh Tú ơi, gọi anh qua đây. Anh Tú mỗi lần gặp anh Tú là người ta mất cười. Dài nút áo lại anh. Rồi tháo khẩu trang ra đi cho nó mát. Làm gì mà mang khẩu trang ngoài vậy anh Tú? Đây nè, qua đây nè. Làm gì mang khẩu trang ngoài vậy? Sao mang khẩu trang ngoài vậy? Hả? Hả? Ngày nay giờ kính đáo. Chi vậy? Ngại lớn mình cũng mắc cỡ. Ngại. Ngại vậy? Mình mới đeo vô. Ngại gì nói em nghe ơi. Hả? Ngại lớn mà như gặp phe anh Úc Tuấn đồ với bạn bè ở nước ngoài đồ đó. Nạp lợi mới được chứ để em ngại. Sao ngại? Ai biết đâu rồi. Ngại sao nói nghe ơi. Quen dân quen nước ngoài không, mình phải nịch lợi mới được chứ. Dạ. Dạ. Nịch lợi sao tao biết anh? Nịch lợi cho mình chạy đi trốn cho nó đừng có biết. Là gì tự nhiên trốn? Chứ ai dám gặp mặt rồi. Hả? Chạy đi tốn lắm chứ. Hôm nay thì Bùi Hồ cũng tiếp tục cập nhật tình hình ngôi nhà của anh Tú. Thì cô bác quý anh chị biết không, lúc trước ngôi nhà này giống như là hai mái lửng á. Ngày hôm nay thì các anh thợ cũng đã tô cái phần mặt dựng ở phía đằng trước nè, và làm thành một mái luôn. Ngôi nhà này cũng được nâng cao lên như ở clip trước thì Bùi Hồ có nói cô bác quý anh chị. Các anh thợ vẫn đang cố gắng tranh thủ để mà tô hết xong cái mặt này, ngày mai này sẽ lợp cái phần tôn đúng không anh? Dạ, ngày mai lọc cái phần tôn. Nay có mình anh tô hả? Đang xây cái nhà tắm ngoài sao luôn ha. Làm cái mặt dựng này lên mình nhìn thấy nó đẹp ghê ha. Dạ, hôm trước cái nhà thì quá thấp luôn. Mấy anh thợ này làm phải nói là cực kỳ chất lượng luôn. Làm tô là rất là ít gớt. Anh Tú, làm gì hả? Ở đây với vợ, qua đây anh Tú ơi. Ở ngoài sao mát à? Hai vợ chồng chuẩn bị có nhà mới rồi. Đi nhà chưa? Vô trong đi cho mát. Vô trong đi cho chụp hình quay phim rồi. Nãy mới ăn cơm xong anh Tú. Anh về đây hồi nào? Về đây hồi nào? Lau miệng rồi, dính dưa leo à. Về đây hồi nào? Qua, chiều qua. Chiều qua ha. Giờ với nút. Giờ với nút ha. Ở trên này với vợ. Cho nó vui vẻ.
Ăn cơm chưa? Ăn rồi. Cơm gì á? Cơm với ba cái thịt kho mắm. Hai kho. Dạ em. Vợ nấu cơm cho ăn ha. À. Vợ thương vậy thôi còn đòi gì nữa? Hả? Sao cười? Ăn. Tại vì gặp anh đâu ở Thuẩn là cười. Thì giờ cười nói với ai? Hả? Tại gặp anh là thấy trong lòng là vui cười. Ngủ ở đâu? Ngủ ở sao? Chỗ nào đâu chỉ em á. Ngồi sao chết sao. Đâu đâu đi ra sao à. Sáng nay có uống cà phê chưa? Dạ. Ngủ chết nào? Ngủ rồi sao đó đó hả? À thấy mấy anh thợ này làm im không? Dạ rất là đẹp. Rất là đẹp ha. Dạ. Xích vô đây đi anh Tú. Có phụ vợ gì không? Dạ. Có phụ bên vợ làm gì không? Không. Sao à? Sao, sao không phụ làm tiếp? Đợi cho anh, mấy anh thợ làm nó khác khảo hơn, khác lượng hơn. Còn anh? Tôi thì kiểu như nằm nghỉ ngơi luôn, cho nó khỏe. Chứ tối ngày nó nghỉ ngơi hoài luôn á. Tại cũng như tôi yếu hơn mấy anh thợ. À, yếu thì sao? Yếu tay nghề làm không có lại mấy anh thợ. Dạ hả? À. Mấy anh thợ anh có tay nghề? Mấy anh thợ không chơi tay nghề, mấy ông chơi hay lắm. Để cho mấy ông im, cho mấy ông chơi. Chứ mình nói chuyện là mấy ông say không được hả? Ờ, để tôi tính xa ra để cho mấy ông say đúng không? Ừ. Tại mình cũng biết rồi. Ừ. Để cho mấy ông say. Ừ. Biết ngôi nhà bên vợ là ai cho không? À. Biết bên nhà bên vợ là ai cho không? Không. Biết ai cho ngôi nhà này xây có tiền xây á, biết không? Mấy cái chị ở nước ngoài. À, chị Tửng ở Châu Phi. Châu Phi, ờ. Qua hai đoạn video vừa rồi á thì Bùi Hồ cũng đã cập nhật cho cô bác anh chị biết về tình hình của nhà của vợ anh Tú. Và ngày hôm nay á thì cái công đoạn tiếp theo đó là đi bê tường và đóng la phong. Đây là hai công đoạn mà góp phần cho ngôi nhà này thêm sáng và lấy gió. Và các anh thợ cũng đang cố gắng hoàn thành những cái công đoạn này để sau đó là sẽ đi điện để hoàn thành bàn giao ngôi nhà sớm nhất. Đến thời điểm này thì ngôi nhà này cũng đã xây sửa lại được một tuần rồi đó cô bác quý chị. Với Bùi Hồ tiếp tục vào bên trong ha. Ngôi nhà này thì chắc có lẽ là cô bác quý anh chị nói vì sao lại làm nhanh như vậy. Thật ra thì ngôi nhà này không có xây mà chỉ là kiên cố lại và làm mới cái phần đã có sẵn của ngôi nhà. Chẳng hạn như là cái phần đà kiền mà ở clip trước thì Bùi Hồ có quay là đà kiền đổ bê tông xung quanh cái ngôi nhà để làm cho ngôi nhà này trở nên cứng cáp hơn. Và bây giờ thì các anh thợ đang trét bơi nè. Cái này chưa xong nha cô bác quý anh chị. Sau cái phần này, công đoạn này á, thì các anh thợ sẽ làm cái nhà này một cái màu gọi là cái màu hột gà. À. Và đây là cái phần la phong. La phong này thì sẽ khác hơn so với la phong của nhà Úc nhất. La phong này là một loại la phong nhựa. Và la phong nhựa này thì cũng khá là đẹp và chất liệu thì cũng khá là nhẹ luôn. Cũng đồng giá luôn đúng không anh? À, đi vô trong đi. Các anh thợ cũng đang tiến hành một cái công đoạn bơi nè. Bê cũng cực khổ lắm. Rồi còn trà đồ mấy nước nữa. Bơi này mấy nước nữa anh? Hai nước đúng không? À, đúng. Dạ. À. Bơi này mấy ngày mới xong ta? Ngày mai nếu mà qua một tiếng sẽ xong. Dạ. Cái phòng của Úc Tú nè. Úc Tú cùng với lại chị Thơm cũng đã làm cái phần khung nè. Rồi chừng nữa làm cái cửa ngay tại chỗ này luôn ha. Đó, rồi chừng nữa sau đó là mình sẽ gắn một cái làm gió ngay tại chỗ đó, vừa lấy gió được từ mé sông lên đó và vừa lấy được ánh sáng luôn. Thì cái phòng này nó sẽ không có bị tù cũng như là không có bị bít vùng á, thì có cảm giác là nó thoải mái hơn. Bây giờ mình tiếp tục ra sao ha anh Đồng ha. Cái bộ thì thấy nó căn nhà luôn. Đúng rồi. Ngôi nhà này thì mỗi cái tí xíu thì nó sẽ làm cho cái ngôi nhà này nó sẽ đẹp hơn. Là cái phần la phong này cô bác của anh chị thấy sáng không? Phần la phong này á là màu hột gà. Với lại đa số tất cả những người ở trong nhà này á thì đa số là người lớn tuổi nên là nữ mình sẽ chọn một cái màu này á thì nó sẽ phù hợp hơn đối với những thành viên sống trong cái ngôi nhà như thế này. Đứng ở đây mà cái cảm giác gió ngoài sau á nó mắc rượi luôn á. Phần trên là la phong người được hút đây nè. À.
ở ngoài sau nữa nè. Sao các anh thợ đang làm? Ngôi nhà này thì có tổng cộng là hai cái cửa sổ, một cái cửa sổ ngay tại chỗ này, đây một cái cửa sổ tại chỗ này, và một cái cửa sổ ở ngay tại phòng khách nha cô bác anh chị. Đây cửa sổ đằng kia, hai cái cửa sổ này vì ở bên đây nó không có ngôi nhà đó, nó là nở hai cái cửa sổ này lấy đủ gió và đủ ánh sáng luôn, bảo đảm với cô bác anh chị là sẽ rất là có duyên. Sau khi mà xây xong á thì cái ngôi nhà này thì cái phần không gian bếp nấu bếp ga này sẽ để ở tại chỗ này, nơi đây á, thì sẽ làm cái nơi để mà rửa gâu hay là cá ở ngay tại chỗ này. Và phần ở trên này á, thì mình sẽ làm một cái mặt dựng khung lưới bơi 40 để có thể lấy gió từ phía con kinh ở đằng sau á, gió từ ngoài đồng gió vô thì ngôi nhà này nó sẽ vừa mát và vừa có đủ ánh sáng luôn. Có một điều là cô bác anh chị sẽ lo rằng nếu như mà để một cái khung lưới bơi 40 thì mưa nó sẽ tạt vô rồi như thế nào, nhưng mà sau này thì mình sẽ che cái máy đó ra ngoài sau luôn nên là nữ không có tạt. Mà nếu như có tạt thì mình chỉ cần dừng một cái tấm màn giống như nhà Úc Nhất nữa thôi thì ngôi nhà này nó sẽ đủ sáng, đủ sáng và đủ gió luôn. Đây chỗ này là mình sẽ làm một cái sàn nước ngay tại chỗ này luôn, bề ngang của nó là khoảng 1m2, ô bề dài nó 1m2, bề ngang nó khoảng 8 tấc. Còn bên đây là anh thợ anh cũng đã nâng lên cái phần nhà vệ sinh. Cái nhà phần nhà vệ sinh ở trên này á thì mình không có xây, mình chỉ xây lên hai viên gạch vậy thôi. Hai hay ba anh? Hai viên lên 1.5 tấc. Xây lên 1.5 tấc thì khoảng 2 viên thôi. Rồi sau đó là mình sẽ đóng tôn. Và cái cửa nhà vệ sinh thì nó sẽ nằm hướng bên đây. Rồi cái không gian bếp thì nó sẽ nấu ở bên đây. Nên là nữ là không bị cái nhà vệ sinh á, thì sau khi mà đi vệ sinh đóng cửa thì nó sẽ không bị hôi gì hết. Nên cô bác quý chị cứ an tâm. Và cái phần dừng ở nhà vệ sinh ở trên đó này cũng vẫn có đóng la phong và dừng tôn. À, các bác anh chị thấy không? Ngôi nhà sơ sơ thôi cũng rất là đẹp. Ngôi nhà này á, người ta nhìn vô người ta sẽ không biết rằng ngôi nhà này là một hoàn cảnh khó khăn. Và người ta nghĩ rằng là một ngôi nhà của những người có tiền. Vì đâu đó gần sửa lại ngôi nhà, đi bơi rồi đóng la phong rồi đi điện rồi sửa nâng cấp nhà vệ sinh rồi điền cà rồi làm lại cái phần ở dưới này nè. Đó, cũng giống như nhà Úc Nhất. Cái phần này là lót simbo và dán gạch giống như nhà Úc Nhất luôn. Nên là nữ là với số tiền cũng chi phí cũng khá là cao. Và cái chiều dài của ngôi nhà này thì cũng khá là dài đúng không anh Một Đồng? Đúng rồi. Nhà này dài lắm đó. Dài lắm. Bao nhiêu anh? 7 mấy mét vuông nè. 7 mấy mét vuông. Bề ngang khoảng chừng 4 mét gì? 4 mét. Dạ. Anh thợ đóng la phong cũng là anh Hải luôn. Là hôm trước là đóng la phong cho nhà của Úc Nhất á. Nói lại một lần nữa thì cứ tưởng tượng mọi người đi ngang, cứ tưởng tượng đây là một người có tiền xây sửa lại cái phần nhà, chứ không nghĩ rằng đây là một ngôi nhà được cấp cho một cái hoàn cảnh khó khăn, mà những người ở trong nhà là những người có vấn đề về về dây thần kinh nè, rồi lớn tuổi nữa, nên là nữ không có bao giờ nghĩ rằng là ngôi nhà của những người khó khăn mà được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân và đặc biệt là của chị Tấn ở Kenya, Châu Phi. Nhìn đẹp quá ha. Đẹp. Cái ngôi nhà nó rất là ngộ nha anh Một Đồng. Tường cũ chưa đi điện. Anh bê lên thì ngôi nhà nhìn nó cực kỳ sáng. Đúng rồi. Mỗi một cái chi tiết nhỏ nhỏ thì nó sẽ góp phần cho ngôi nhà này nó sẽ thêm đẹp. Chỉ cần cô bác anh chị thấy không? Có nhiều cô bác anh chị sẽ thắc mắc tại chỗ này. Đây cái phần tôn này á thì ở trên nó thấy có những cái lỗ không? Đây là những cái phần tôn được tận dụng lại. Và cái phần tôn đó thì sau này sẽ bắn silicon. Và những cái lỗ ở trên này đó cô bác anh chị nó nằm ở trên sóng trên hết á. Anh Đồng có thấy không? Thì mưa nó sẽ không bao giờ nó tạt vô được. Và cô bác anh chị sẽ an tâm về cái điều đó. Đây là cái phần tôn mình cũng đã tận dụng lại. Tại nó nếu như mà làm mỗi cái nó thêm chi phí thì ngôi nhà này rất là tốn tiền luôn. Anh là nữ là cô bác anh chị mà xem qua đoạn clip này có thể là qua màn ảnh nhỏ thì nó sẽ không thể hiện hết được cái độ đẹp và cũng như độ chắc của ngôi nhà. Tuy nhiên thì hổm gà qua xây dựng thì cũng sẽ chia sẻ trên clip này thì cô bác anh chị sẽ hiểu thêm về ngôi nhà của vợ chồng của anh Tú cũng như là bên vợ của anh Tú ha. Rồi xong chắc có lẽ là anh em mình sẽ gặp một cái nhân vật qua hai nhân vật quan trọng nhất trong ngày hôm nay, đó là vợ chồng anh Tú để thay mặt cho chị Kelly ở Úc á, hỗ trợ $50 để cho vợ chồng anh có thể uống cà phê. Rồi chào chú. Dạ cực không chú? Không cực gì không? Dạ chú năm nay bao nhiêu rồi? 68 tuổi rồi. 68 tuổi mà vẫn còn đi làm bê luôn hả? Ừ. Chú làm bao nhiêu năm rồi? Mười mấy năm á. Mười mấy năm. Làm bê mà con biết một cái công đoạn rồi là chà bê. Ừ. Trời ơi cái công đoạn đó con phải nói là nó sương gió phủ trắng đời trai luôn á. Cực lắm. Rồi hoàn cảnh đi làm chú có mấy người con?
Có hai người. Hai người con. Hai đó, nhỏ gái đi bán số. Dạ. Con thiết anh. Còn vợ chú? Vợ mất rồi. Mất rồi. Ừ. 60 69 tuổi, 68. 68 tuổi, 70 tuổi rồi trời. Ừ. Ờ. Chú có trà không? Chú có trà bê đó không? Có luôn hả? Trà luôn chứ. Ờ. Mang trà luôn. Tôi bụi sao chịu nổi? Mang khẩu trang vô. Mang khẩu trang vô ha. Nó gì hoàn cảnh khổ mình cũng ráng sao ở ở không sao sống. Vậy là chiều nay hay là ngày mai chú mới trà? Ngày này chắc là mai mới trà. Mai mới trà ha. Ừ. Làm ngày là vậy là lãnh nguyên cái công trình này con của chú lãnh hả? Ừ. Con của chú lãnh thì chú làm lại thì con của chú chia tiền cho chú. Ừ. Ê ha. Ừ. Cũng có công ăn việc làm nó cũng đỡ, nhưng mà đối với tuổi của chú á, 70 tuổi mà làm công việc này nó hơi bị vất vả. Con sợ sau này nó bị ảnh hưởng cái đường hô hấp của mình á. Tới đầu tới giờ nếu không làm lấy gì sống? Ngày được nhiêu? Ngày 400, 300 có, 400 có. Dạ ha. Ừ. Lâu lâu mới lãnh được ngôi nhà chứ đâu lãnh hoài hả chú? Lâu lâu mới lãnh chứ đâu lãnh hoài nào. Dạ. Một tháng mới lãnh được một cái á. À, một ngôi nhà làm có 2-3 ngày còn nhiêu là xài rồi ăn xài hết rồi. À, thiếu nợ là luôn chứ sao đủ. Vậy hả? Ừ. Chú sao chú không đi bán số cho nó khỏe tí? Bán số nó về giờ bán số cũng cực lắm. Mà mọc bán 100 vé được nhiêu đâu mà chạy xe đi chứ làm sao đi bộ đâu. Mà loại xa đúng không? Rồi xa đường xăng hết rồi, xăng rồi hết rồi. Xăng hết 50 ăn uống hết 50-60 rồi còn có mấy chục à? À, làm mười mấy năm rồi. Ừ. Làm cái này có cái tính khi nào nghỉ hưu không? Chứ tuổi chú là con thấy ta nghỉ nhóc hết á. Chừng nào mà hết nổi nghỉ. Sao giờ nếu mà mằng nổi nữa còn làm nửa lần được. Chú tên gì? À, tên bé. Chú bé hả? Ừ. 69 tuổi rồi. Ừ. Vẫn còn lao động cực khổ mà con thấy nhờ lao động chắc chú khỏe. Ừ. Con thấy gương mặt của chú hồng hào nè. Là đi theo con lãnh ở đâu đi suốt vậy đó. Ăn uống trưa là cũng con ăn gì mình ăn đó. Dạ. Ở chừng nào chú mới trà bê trà bá bột này ra? Mai. Mai trà ha. Rồi mai con quay chú trà chắc thấy thương lắm. Chú có nhậu con nhạc chưa? Chiều làm bảy sĩ. Sĩ là nhiêu tiền? Sĩ là lít 15 ngàn sĩ thì mấy ngàn à nhiêu? Nửa lít là 7 ngữ, được 3 ngàn mấy. 3 ngàn mấy. Sao uống bia cho mát? Uống bia không được. Không được. Bia đá. Đi tiểu. Đi tiểu. Nói vậy chứ uống bia tốn tiền lắm, anh thùng bia là hết 200 mấy rồi. Mình qua cánh khổ tiền đâu. Nhưng mà tuổi cao thì không có vợ, thà nữ là mượn chén rượu ly trà để mà giải sầu tối dễ ngủ đúng không? Chứ không có uống nhiều. Bữa nào con với chú làm lít nha. Được. Thôi vậy là chú giấu con rồi, con làm bộ hỏi chú á, vậy là chú uống được nửa lít rồi. Có nè, nếu có khách cứ vui là làm nửa lít được. Nửa lít được ha. Vậy chứ nói xị là hơi bị khiêm tốn. Ừ, chị mình làm chứ mình làm lần sáng mình còn đi làm đó. Dạ. Sức khỏe có, nếu uống mà say quá rồi đâu có sức khỏe đâu. Vậy hơn. Uống mình ăn uống rồi vô, nếu mà uống rượu không là sao chịu nổi. Chú biết là khi mà chú nói chuyện với tụi con là coi tụi con quay thước phim này lên là hình như là rất là nhiều cô bác anh chị là đang xem chú á. Dạ. Dạ có nước ngoài, nước Mỹ, nước châu Phi gì đủ thứ nước á. Bữa nay được lên TV mừng không? Mừng chứ. Nhưng mà chú nói gạt con, chú nói giấu chú uống con xị à. Bữa nay con xị thiệt. Bữa nay hai chú cháu mình lít chi hai. Làm lít là được. nó chơi với chú chơi vui. Chứ gặp mà nói cái câu chuyện buồn hoài thì thấy cuộc sống mình nó bế tắc quá. Đúng rồi. Con thì mới biết gặp chú đây. Ngày mai con sẽ chia sẻ đoạn clip về chú. Rồi. Chịu không? Ừ. Chú thứ mấy? Thứ ba. Rồi. Chú ba bé. Rồi chịu kiếm thêm bà ba không? Hả? Bà ba mất lâu chưa? Mất 2 năm mấy rồi. 2 năm mấy hả? Nói gì mình khổ ai chịu chú. Mà có chịu không? Con hên xuống sao giờ. Rồi thôi con chúc chú luôn có sức khỏe dồi dào ha. Con tâm sự với chú chơi một tí thì có gì chú sai sót chú bổ qua cho con. Đâu có trời. Dạ. Nói chuyện vui vẻ gì rồi tao khoái nữa chứ. Thôi con chào chú. À, dạ con đi xuống gặp chú nhà một cái. À, dạ. Dạ. Là em với lại anh Một Đồng chào hai vợ chồng. Ai cũng đẹp trai đẹp gái hết á. À. Sao mặt anh buồn với anh Tuấn? Dạ. Sao buồn vậy? Dạ không biết. Sao không biết? Vui lên, đừng buồn. Cảm. Sáng có anh Một Đồng là vui. Vui hả? Dạ vui. Ừ. Ủa, sao gặp anh Một Đồng là vui? Tại vì gặp bạn của mình lợi tới nhà phải vui chứ. Gặp anh ai tưởng?
Dạ, anh Thuẩn thì cũng như ảnh là bạn của em ở bên trên bển á. Gặp ảnh là thích lắm mà đều không dám nói. Hôn em mừng không? Dạ mừng. Mừng ha. Dạ. Ăn bữa cơm vợ ăn luôn. Ăn cơm vợ nấu thì sao? Dạ, thấy ngon. Ngon, ăn cơm gì á? Nấu cơm cà thịt với cải. Thích mua đó. Thịt với cải. Rồi hôm nay có nói là gì với cô bác với anh chị không? Nhà gần xong rồi kìa. Rồi xin cảm ơn anh hai Tuấn. Rồi với lại chị Hai Tửng. Hai Tửng. Cảm ơn nhiều. Dạ cảm ơn nhiều. Rồi sao nữa? Dạ, cảm ơn anh Hai Tửng. Người ta nói anh Tú anh bắt ốc trúng quá gì đâu mà sửa ngôi nhà quá trời lớn rồi. Chung như đâu nữa. Ta nói vậy á. Rồi anh nghĩ sao? Thì mình cũng suy nghĩ cũng như là mấy anh họ lại đây cắt cái nhà cao cho mấy em cao gáo gắt là đẹp. Nhưng mà hàng xóm ở trên ở trên ở dưới người ta chạy người ta không biết, người ta nói anh Tú anh bắt ốc, anh trúng, anh lượm được vàng hay sao mà anh cất được cái nhà to quá to. Dạ. Anh nghĩ sao? Đúng không? Dạ đúng. Lượm được vàng hả? Dạ. Lượm sao? Đi lụm mũ rồi lụm mỏ vô lụm mỏ đêm rồi. Anh Tú hình như là hôm nay giống như bị cảm á, anh một đồng ha. Bị cảm rồi, để chiều mua thuốc cho anh uống. Nói vợ mua thuốc uống nha. Để chiều mua thuốc cho anh. Rồi nói rồi, nói vợ mua thuốc uống rồi. Mua thuốc uống. Không nói đàng hoàng là quên. Đàng hoàng là để chiều mua. Mua thuốc uống. Để chiều mua cho. Mua thuốc ngạt mũi. Đây á. Thuốc ngạt mũi. Cho tư phụng bán á. Có tiền mua thuốc không? Không. Đâu? Hết tiền rồi. Hết tiền rồi. Mua triệu. Mua triệu. Trời ơi. Anh có mua triệu cho anh uống. Chứ tư được lắm. Anh thiếu làm. Thương chồng mình dữ ha. Thương chồng mình cá thôi. Trời ơi kinh. Anh giờ cái coi kinh. Anh yêu. Trời ơi trời. Bây giờ là có nhà vui hay là có chồng vui? Có nhà vui với chồng vui luôn. Hai cái luôn. Còn anh này? Dạ. Có nhà vui hay có vợ vui? Dạ có nhà vui. Có nhà vui nhờ anh Út Tuấn với anh Hai để mà tên dưới luôn hai cái là coi như là đẹp. Hai cái nào? Anh Tám cái mình trên đây cái nữa, hai cái rất là đẹp. Rất là đẹp. Dạ. Vô nó nhìn nó gờ anh này này. Bây giờ là hai cái nhà không có cái nào mà sợ ông trời ông chớp nữa đúng không? Dạ không. Hồi đó sợ dữ không? Dạ sợ mà bây giờ làm như gặp làm như hết sợ. Hồi đó sợ sao nói nghe ơi. Như hồi đó như nhà còn yếu đó, mình không có xây đó, nó yếu rồi mình ổng chớp vô mình sợ. Bây giờ hết sợ, có mấy thợ làm hết sợ. Đợi với em nghe mơ về lụm mũ. Chị nói em mơ ngủ hai vợ chồng lụm mũ rồi hả? Dạ. Mơ gì dữ đi lại. Đi lại hả? Dạ. Thôi nghỉ ngơi cho khỏe đây. Ngày hôm nay em với lại anh một đồng đến thăm gia đình của mình. Thì thay mặt cho chị Kelly ở Úc á, gửi cho mình là 50 đô tương ứng với lại 780 nghìn, thì em gửi cho gia đình của mình 800 nghìn. Thì anh nhận hay là chị nhận? Con nhận. Ai nhận? Con nhận. Đưa cho nuôi con. Em. Đưa cho con nuôi con. Trời ơi. Đưa em nè. Không. Đưa anh không còn. Con gì vậy, nói là sao? Em thằng cái không có tiền uống đồ hơi. Bây giờ đưa anh 300, đưa cho chị 500 được không? Được. Đưa cho chị 500 để chị nuôi con, còn anh 300 uống cà phê. Dạ, uống ít thôi nha. Uống ít thôi. Đó. Nè, một mấy trăm rồi? Mà 200 rồi. Ủa lộn. Em lộn. Lấy luôn trời, lộn lấy luôn. Được uống cà phê chưa? Con này là chị nè. Cảm ơn chú. Đó, nuôi con của mình nha. Cảm ơn anh một đồng với anh hai anh Út Tuấn. Cảm ơn Mạnh Thường Quân á. Cảm ơn chị Kelly Nguyễn, Kelly ở Úc. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Chị Kelly. Đọc lại. Chị Kelly ở nước ngoài. Tại sao em đã từ nay về sau em đã gì có tiền làm gì? Dạ có tiền để mà uống cà phê rồi. Rồi làm gì nữa? Để mà anh em mình đi chợ đá chợ lưu xuống quán anh bà với uống cà phê. Hình như là anh có uống cà phê với hút thuốc nữa đúng không? Dạ. Như anh nói uống cà phê với hút thuốc là giống như cái gì? Uống cà phê với hút thuốc là giống bóc phiện.
Dạ. Có phiện là tao bắt đó. Dạ. Cũng ít là thôi. Rồi chị có nói gì với lại chị ở nước ngoài không? Cảm ơn chị nước ngoài cũng cảm ơn nhiều. Để đèn này để có khi mà phải anh Út Tuấn có qua để mà mình xuống quán anh ba uống cà phê. Đừng có xé số nữa nghe. Dạ. Xé số là không có cho đó. Dạ. Số ngoài. Dạ. Rồi bye bye đi. Bye bye anh. Bye bye. Một đồng. Anh này ảnh có một đồng, ổng không bây giờ tới hai đồng đâu. Đúng không? Gì cười chị? Cười cho vui lên. Cười cho vui hả? Cười cho vui lên. Rồi hôm nay vui vẻ, cái ngày đẹp. Rồi hôm qua sao rồi? Hôm qua hai vợ chồng vì sao? Anh nghỉ ngon, anh nói năng nỉ hả? Xin lỗi, anh năng nỉ em. Anh đã biết sai lầm. Vợ hay thay lỗi cho anh. Anh có nói là anh đã sai lầm lớn không? Không, anh nên xin lỗi mà. Có xin lỗi anh tôi. Có không? Anh nói sao? Anh nói sao? Đây em ơi, anh xin lỗi. Để cho anh nói, anh nói sao? Sao? Nói xin lỗi em. Vì sao xin lỗi? Anh hôm qua đi về hơi tệ. Rồi sao nữa? Sợ em buồn. Ừ. Nên anh xin lỗi. Để cho em giận hay vậy? Rồi cho em hết cái cơn giận của em. Rồi hai người vô ăn cơm. Dạ. Ở một lần nữa thì Bùi Hồ với lại anh Một Đồng cũng chân thành cảm ơn chị Kelly ở Úc đã hỗ trợ 50 đô cho gia đình của hai vợ chồng anh Tú để có tiêu xài hàng ngày. Và anh Bùi Hồ với lại anh Một Đồng cũng sẽ xuống thăm ông cụ và gửi thêm cho ông cụ 50 đô là tương ứng với khoảng 780.000 đồng, là 800.000 để cho ông cụ ăn sáng uống cà phê ha. Thôi đi. Bye bye. Bye. Dạ con chào ông cụ ha. Dạ con chào ông cụ. Xuống đây thấy mát hơn hả ông cụ hả? Mát, gió mát. Dạ. Hôm nay thì gặp ông cụ trên kia, nay gặp ở dưới cái sàn, thấy cũng cao thoáng mát hơn một đồng ha. Mát. Dạ. Rộng rãi cũng mát. Dạ. Hầu như ở miền Tây thì anh thấy những người lớn tuổi á, thường thường có cái sàn thì xuống dân rộng cái đó nằm nghỉ ngơi rồi gì. Dạ. Nó mát. Sáng nay ông cụ ăn uống gì chưa? Ăn rồi, mới ăn xuống rồi hút ly thuốc xuống đây. Ông cụ ăn cơm hả? Dạ cơm. Ông cụ ăn cơm gì vậy? Ăn hủ tiếu rồi. Dạ. Sáng ăn hủ tiếu rồi. Mới vừa thì ăn cơm. Còn tiền uống cà phê gì không? Trưa chút quậy sữa uống rồi. Giờ có sữa rồi. Ý có hỏi ông là còn tiền uống cà phê gì không? Còn. Nhiều không? Còn uống. Triệu mấy ạ? Triệu rưỡi. Triệu rưỡi. Dạ. Không ngờ là đi ăn sáng rồi uống cà phê thấy khỏe hơn. Dạ, và bữa nào cũng phải đi ăn mới được không? Dạ. Ăn cho khỏe. Dạ. Ông ăn hết tô cháo không cậu? Hủ tiếu. Hủ tiếu ăn hết không? Hết. Hết luôn hả? Hết. Vậy khỏe ha. Dùng sáng ngày là cũng hơi đói, muộn mức làm đồ hết trời. Lại ở uống nước, trà rồi với bạn bè rồi, nước trà. Rồi ở đó uống nước rồi là nửa tiếng đồng hồ vậy rồi đi về. Uống với bạn cũng vui. Dạ, cũng ngồi nói chuyện chơi với bạn bè đó, cũng lớn tuổi rồi. Ông cụ sáng mấy giờ đi uống cà phê, đi ăn cháo? Bắt đầu 6 giờ 15 đi rồi. Đi đến 7 giờ về? Dạ, 7 giờ, 7 giờ rưỡi. Nói chuyện mẹ bà, bạn bè đó rồi cũng hơi lâu chút. Hôm nay thì thấy ông cụ da mặt thì hồng hào rồi đó mà kiểu như là nó không có còn thâm quầng như trước kia nữa, với cái mặt không có còn thỏng như trước nữa, tươi lại. Nói đúng là bị bà cũng mới mắt, có khi nói là cái tuổi chút, là khi nó mắt ngày hôm qua có đi thăm bà lấy cũng hơi tuổi. Hôm qua ông cụ đi lên mộ bà cụ hả? Dạ có đi. Đi một mình à? Có đi chú vô đóng quay á. Dạ. Vô đóng rồi
lát cũng thấy chuyện mưa quá rồi, mắc mưa đó ngày kia. Giờ đi nữa chẳng mắc mưa đột vô, đột thành mưa rồi mới về. Vô chú Bảy thấy gì đó, chú cũng vô quay. Thấy vô đó tôi cũng tuổi, nhớ lại cũng từ nghiệp bả, bởi vì tại vì ở nhà mới mà không được ở lâu, có mấy ngày đâu thì bả mất rồi, tôi cũng tuổi bả. Vô thấy cái hình bả trọng giá trọng lấy cũng tuổi. Thôi qua thì cho qua ông cụ ơi, cho nó suy nghĩ hoài thì ông cụ lại buồn nữa. Thôi cứ lo mình, ông cụ cứ sống tốt nhất đi cho nó khỏe. Dạ thôi, tại thằng số bà không ở nhà mới. Dạ. Thôi tôi cũng thôi cũng thấy cái hình đó nhớ nhớ vậy thôi, chứ không có đến nỗi hung. Dạ. Hôm nay tụi con là vui khi cô bác anh chị đều vui hết khi gặp ông cụ như thế này. Thôi nhắc lại cái chuyện cũ thì cho ông cụ buồn nửa tuổi nữa. Nên ông cụ cố lên ha. Con biết là sự mất mát nào á, nó cũng mang lại cái sự đau thương buồn tuổi cho người ở lại hết á. Cũng mới làm gì cũng hơi buồn, nhắc nhở. Không nhắc nhở thôi, nhắc nhở là cũng hơi buồn. Mới không phải được đâu, vắng năm, hai năm gì đó thì cũng ngoài. Nguôi ngoài. Còn cái này nói thành ra mình cũng phải tuổi chút. Cố gắng ăn nhiều hết là bà chắc ở ở nuôi ở nơi suối vàng thì bà cụ cũng cũng ăn nghỉ, cho thấy ông cụ mà nhớ nhớ hoài bà cụ cũng ấy nữa. Thì nó ngay ăn thì được bồi dưỡng cũng nhiều, bởi vì mình sống á, mình ăn uống đầy đủ thì nó con người nó cũng hơi mập khá chút, có thịt là chút. Còn yếu ăn thì rồi già và la yếu rồi. Ông cụ cố lên ha. Ông cụ trưa có ngủ trưa không? Có khi nằm vậy là nực đầu quá, cái khi có gió cái là hiu hiu cái rồi có khi nằm cũng ngủ quên. Thôi ngày hôm nay con với lại anh Mộc Đồng đến đây, con thay mặt cho chị Kenly ở Úc á, gửi cho ông cụ 50 đô Úc tương ứng với lại 780.000, con gửi cho ông cụ 800.000 để ăn sáng uống cà phê. Dạ, tôi cũng cảm ơn cô gì. Dạ. Tôi cũng cảm ơn cô giúp đỡ cho tôi tiền. Dạ, ông cụ con cháu, một tay con cầm máy rồi. Tôi cũng cảm ơn cô. Dạ. Thôi tụi con không làm phiền ông cụ nữa, để cho ông cụ nghỉ ngơi. Dạ. Cũng cảm ơn chú, cũng giúp đỡ tôi cũng được ăn uống đầy đủ, cũng có dưỡng sức khỏe. Rồi tôi cũng ăn ơn mấy chú, giờ mấy cô giúp đỡ cho tôi đó cũng mang ơn. Dạ, thôi thưa ông cụ, tụi con đi ha. Dạ, thôi con đi ông cụ ơi.